Mọi người có ai muốn có một cây âm cún mà nó thuần tuyệt đối như này không? À, có nhiều người thì hỏi là nhà có trẻ con thì có nuôi cún được không? Đây, nhìn ở nhà mình thực tế đấy. Ok, ngồi đây. Yên, ngồi yên. Ngồi yên để chờ tí để cho chị Tuấn Mẫn trèo lên ạ. Rồi, ok, chị Tuấn Mẫn đã trèo lên. Chị Tuấn Mẫn lên rồi. Chén nha. Con ngồi xuống nào. Ừ, con ngồi xuống đi. Con ngồi xuống đây. Để bố lấy cho con quả chuối. Con xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Con có ăn không? Bố lấy cho con một quả nhé. Siro yên đã nào. Để chị tớ vẫn ăn trước. Con dẫn bố đi đâu? Con đã rồi, quả này hơi bị chín quá rồi. Để đấy, để Siro ăn quả đấy. Ừ, đây con ăn quả này. Siro tránh ra nào. Để chị tớ vẫn ăn trước. Tớ vẫn này. Chuối của con. Tớ vẫn ơi. Không. Thôi tớ vẫn ơi. Đó đây. Đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Tớ vẫn ơi. Nào. Ôi sao. Này quay cái ấm chè của bố à. Đây ra đây. Đây đây. Đây của con này. Đây của con. Đây. Ok. Để Mẫn đang thì xem cái chương trình phim hoạt hình. Lên đây. Con. Chương trình dành cho thiếu nhi của Để Mẫn. Thì con ngồi đây. Rồi xuống đấy. Yên đấy. Con lên đây chém nào. Thì con ngồi lui lại. Ngồi đấy. Ngồi. Lui đấy. Rồi. Yên. Đây quả này để cho chị Tuấn Mẫn nha. Để dành quả đấy cho chị Tuấn Mẫn. Ê, đây của con đây. Vừa ăn vừa xem. Thôi con ăn một quả đấy thôi. Con lên đây con ngồi con xem ở trên này đi. Nào Tuấn Mẫn, lên đây xem. Con. Đây cái này là để cho siro. Để sẵn nha. Rồi. Không ăn tham được. Yumi. Đấy, Yumi ăn luôn lên đây đi. Không ăn thì để Siro ăn tiếp. Anh đẻ sẵn đi thôi. Còn ăn bao nhiêu thì kia kìa, nhìn chỉ có bán ăn kìa. Đây. Gặm luôn cái miếng đây luôn. Đừng để rơi xuống giường chị. Thế con siro nằm sang bên này. Con siro sang bên này. Rồi ngồi xuống. Rồi ngồi yên đấy. Còn ba quả nhá. Còn lại là phải để đây để chấp cho chị Tuấn Mẫn ăn. Chuối mùa này rất là ngọt. Cái chuối tây này. Chuối tây này mùa này rất là ngọt. Chuối ngô thì mùa này là nó hơi chua chua. Để nó ngọt được ấy, thì nó phải chín kỹ. Mà nó chín kỹ cái thì nó cái chuối tây mà nó mà chuối ngô mà mùa này mà nếu mà nó chín kỹ thì nó lại đến lúc chín thì là nó nhanh hỏng. Còn nếu mà chín mà chớm chín là nó chua. Cái chuối ngô nó rất ngọt. Qua lên đây xem. Nào. Siro yên đây. Nào bố ra tay lên đây. Lên đây ngồi xem. Đây bố ra tay. Nào, Tuấn Mẫn. Thêm nha. Ôi trời ơi, 1, 2, 3, 3 quả thôi nha. Không ăn nhiều quá là này gì. Ôi dồi ôi, bị rơi à, con bị rơi à. Rơi thì cho em Yumi thôi. Miếng rơi cho em Yumi, bỏ đây. Đấy đây đây, kia đây. Ừ.
rơi xuống đất nhặt lên thổi phù ăn ngay. Siro ăn than đấy. Đây, nốt cái miếng đạm dở đi, bóc lên đầu ăn lên đấy. Nè, Yumi, úi dồi, Yumi như đấy to quá đấy. Thôi đây, Yumi cho Yumi miếng ghé. Miếng to này để cho con Siro nó ăn. Đấy, Siro ăn này. Rồi, không muốn chạm vào tay vào miệng chúng nó vì là còn bọc chuối. Con đây đây rồi. Tôi ba quả này để dành nhé. Nhé. Ăn thế thôi. Chấp ra rồi lại ăn tiếp. Tạm thời bây giờ ăn thế thôi. Còn chờ tí ấy. Chờ chị tí chị tôi vẫn ăn mà có dư thì chị tôi vẫn cho. Nhưng một quả chuối to thì chị tôi vẫn ăn không hết. Vì chị tôi vẫn đang mới ăn sáng xong. Ừ. Mọi người mà mọi người ấy, ai mà thích nuôi con cún mà nó theo cái kiểu như là bọn siro hay là bọn cún nhà mình này thì mọi người phải lựa chọn gen. Vì cái con chó ấy, vì khi mà mình nuôi ấy, chia sẻ lại một chút là cái con cún đầu tiên mà mình nuôi của con rốt này, khi mình biết đến nó thì cái quan điểm của mình lúc bấy giờ là nuôi một con gia đình, thành ra là mình không cần con chó có giấy. Đấy là cái quan điểm của mình từ năm 2013. Thế thì gặp dịp là có một cái người bạn nuôi một con chó không giấy, thế thì bắt một con của bạn đấy về nuôi. Sau đấy rồi thì lại gặp cái con, một cái con chó nhập và thấy thích nó, bắt tiếp cái con chó nhập ấy về nuôi thì mới thấy cái sự khác biệt của chúng nó, cái tính cách của chúng nó, cái sự hiểu chuyện của chúng nó khác biệt rất là nhiều, chứ nó không phải là con nào nó cũng giống nhau đâu. Nên là nếu mà khi mà nuôi gia đình mà nuôi mà muốn con chó nó thuần, bảo nó hiểu thì phải chọn giống, phải chọn gen giống. Giờ có những cái con chó mình sẽ cảm thấy yên tâm 100% về chúng nó. Còn còn có những con ấy thì mình sẽ không thể cảm thấy yên tâm được, mà khi mình không yên tâm thì mình không dám cho chơi tự do. Con ăn chán chưa? Đây đây ngồi. Khi mà mình không yên tâm ấy thì mình không thể cho chúng nó theo cái kiểu là tiếp xúc tự do được. Con ăn chán chưa? Cho em siro nhé. Ăn chán rồi đúng không? Thế con bóc cho em siro đi. Này, đây. Con cầm không? Con cho em siro đi. Ăn. Chán rồi à? Chán chưa? Đây, cho siro. Rồi chị tự bắn cho đấy. Cho đây, con. Con bóc cho em siro đi. Đây. Mình nhấn mạnh rất nhiều lần là với cái giống chó càng to thì mọi người chọn chó, mọi người càng phải quan tâm đến cái tính cách của chúng nó. Vì là cái con chó to nó không như con chó nhỏ. Nếu con chó to mà không lựa chọn cái tính cách của nó kỹ ấy, thì đến khi nó lớn lên chủ lại còn không dám gần chó thì như thế là rất dở. Còn với những cái con thuần người, với những cái con mà khi gen thuần người thì khi mà nuôi thì mình thấy nó yên tâm. Thế là siro đã ăn 3.5 quả rồi nhé. Ăn thế là hơi nhiều, cái chuối này thì nó tốt thôi nhưng mà là bố bé. Ra bố bé, ra bố bé. Ra bố bé quay video giữ xinh gái đi. Ra đây. Nào, quay video cùng em siro đi. Đây em siro đang gọi chị tự mẫn đây này. Ấy thì khi mà cái tính cách của chúng nó ok thì chúng ta sẽ cảm thấy nó yên tâm. Chúng ta nuôi thì chúng ta sẽ có thể thoải mái, chúng ta yên tâm được. Tất nhiên là dù là cái con chó mà nó thuần người thì khi mà tiếp xúc chúng ta sẽ phải nắn chúng nó, hướng dẫn chúng nó là để cho nó nhẹ nhàng,
này kia. Còn về bản năng của chúng nó là chúng nó đã biết, khi chúng nó đã biết được đâu là chủ thì chúng nó sẽ có một cái điều tiết phù hợp với trẻ con. Thì nhìn chung là cái con rốt thuần chủng là nó rất là chiều trẻ con, nhìn chung là như vậy. Nhưng cái cách tiếp xúc thì những cái con khôn ấy, nó sẽ tiếp xúc nó sẽ gì hơn, tức là nó sẽ tiếp xúc là nó sẽ có một cái độ từ tốn hơn, chân nhẹ nhàng. Gần chị là cái chân phải rất nhẹ nhàng chứ không được cào cào như là khi chơi với lại người lớn đâu. Chơi với em bé là phải cực kỳ nhẹ nhàng. Đấy, hiểu hết chứ không phải không hiểu đâu. Nào, nhẹ nhàng. Chân tay và quò quò và cào nha, mà xước chân chị ra là chị ghét, là chị không có cho ăn gì nữa đâu. Chị bực lên là chị không cho ăn ké nữa đâu. Rồi ngồi đây, Siro ngồi dậy. Ngồi dậy nào. Ngồi đấy. Ngồi cơ mà. Ngồi ra. Ok. Thôi, đừng liếm, đừng liếm, đừng liếm. Liếm chị đấm như đấy. Nào. Đây là biết tại sao tôi mẫn né, vì là tôi mẫn là bị Siro liếm yêu nhiều lần rồi, cho nên là nhìn thấy Siro lại gần là tôi mẫn sẽ né. Vì nó liếm ướt hết cả mặt. Ok, xin chào mọi người nhé. Mọi người mà quan tâm cho con ấy thì xem cái video mới vừa đăng xong. Hôm nay tiện, lâu lắm rồi không quay Siro. Mấy người nhắc rồi. Thì hôm nay tiện là có cái buổi sáng ở nhà thì tiện quay Siro để cho mọi người ngắm Siro. Siro đợt này thì lông bóng rất là. Tách con ra cho hai con của Siro nó lớn rồi cho nó sang bên trại. Cho sang bên trại ở thì một mình Siro ở nhà, Siro tươi ngay, tươi tắn luôn. Vì hai đứa con ở đây là Siro là nó bị xỉ chét, con mẹ nó hai con là hai con nó nô nhiều, con mẹ bị xỉ chét đấy, theo kiểu vậy. Tách con là cái là nó được tự do theo kiểu thế. Lúc trước là có con ở bên cạnh nó bận mãi. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.